Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang có mặt tại làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội ngày nay. Và trước đây là huyện Thanh Oai là thuộc của tỉnh Hà Tây, nhưng hiện giờ là Hà Tây đã sáp nhập vào Hà Nội, thành ra là Cự Đà này, làng Cự Đà trực thuộc thành phố Hà Nội. Và ở đây làng Cự Đà được các bạn trẻ cũng như là các kiều bào Việt Nam gọi với một cái tên thân thương, đấy là làng cổ Cự Đà. Và hiện giờ Minh Toàn đang đứng tại chùa của làng Cự Đà. Ở đây là một ngôi chùa mà được cấp cái di tích lịch sử quốc gia. Và Minh Toàn đang chia sẻ với quý vị các bạn với thời gian của Hà Nội bây giờ là đang là 12 giờ 35 phút. Nhiệt độ của Hà Nội bây giờ là đang là 37-38 độ C vào những cái ngày nắng nóng. Và quý vị và anh chị và các bạn cũng đang thấy là có những cái ánh nắng đang hắt vào ở trong Minh Toàn. Thì bây giờ Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy khám phá cái làng Cự Đà này ngày nay nó như thế nào nhé. Mến thưa quý bà con cô bác, đây là cái cổng chùa của làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Và Minh Toàn đang đứng ở trong cái sân chùa. Ở đây là một cái ngôi chùa cổ và được cấp di tích lịch sử quốc gia. Đây thì quý bà con cô bác cũng đang thấy là trước khi vào đi qua cái cổng chùa thì chúng ta thấy một cái bảng nội quy của chùa Cự Đà. Và đây là cái cổng vào chính của chùa Cự Đà. Những cái ngày lễ, ví dụ lễ Phật đản hay là các ngày lễ thì nhà chùa sẽ mở cái cổng này ra để cho quý bà con cô bác chúng ta vào viếng thăm nhà chùa. Và đây khi mà vào cổng chùa thì quý bà con cô bác thấy có hai con sư tử đá đây và cái lưu hương. Đây là một cái truyền thống mà khi mà hầu như các cái làng cổ của các cái ngôi chùa đều có. Và trong này thì quý bà con cô bác cũng thấy đây là một cái cây đa gốc rất là to. Đấy, Minh Toàn đang đi, có khả năng nếu mà cái vòng ôm của Minh Toàn thì phải đến gần chục người mới ôm được cái gốc đa này. Và đây nữa quý bà con cô bác ạ, đây cũng là một cái gốc đa rất là to. Và đây là cái ngôi chùa, điện chính của chùa làng Cự Đà. Đấy. Và quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy là ở đây có một số cái cây chẳng hạn như ở đây là cái cây nhãn. Và nhãn này là đang là ở Việt Nam đang là mùa nhãn, mùa vải. Vì thế mà cây nhãn này rất là sai quả. Đây Toàn zoom lại một chút để cho quý bà con. Nhãn rất là sai quả luôn. Đấy. Và trong chùa Cự Đà này thì có các cái không gian rất là rộng để cho chúng ta đến thắp hương cũng như là nhớ về dòng tộc, như những cái lúc đến chùa vào những ngày mùng 1 hay là rằm. Và đây có cái đường đi vào. Minh Toàn xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta đi vào, chúng ta xem thử trong này nhé. Minh Toàn chia sẻ với quý bà con cô bác cũng với tư cách là một người đi khám phá các vùng miền, vùng quê của lãnh thổ Việt Nam của chúng ta. Chính vì thế mà trong quá trình giới thiệu thì cũng không phải là một cái hướng dẫn viên du lịch, thành ra có gì cũng phải được quý. Kính mong quý bà con của bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Và đây thì phía bên trong của một cái chánh điện. Chánh điện ở đây rất là rộng quý bà con của bác ạ. Và hôm nay là cũng là cái ngày 12 âm lịch, thành ra là cũng rất ít người đến chùa chiền. Ở đây cũng là một cái khuôn viên ở trong chùa, có cái đường đi thẳng vào. Minh Toàn cũng đang cầm cái máy điện thoại để Minh Toàn quay, chính vì thế mà trong quá trình di chuyển nó hơi rung lắc. Rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn ạ. Và để đăng ký kênh của Minh Toàn thì quý bà con cô bác hãy nhấn vào cái góc ở cuối video mà quý bà con cô bác đang xem, thì sẽ đăng ký được kênh của Minh Toàn. Và đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí để đón xem những video mới, thú vị, hấp dẫn về các cái làng nghề cũng như là các cái làng cổ lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Thì đây quý bác con cô bác đã thấy khuôn viên của chùa, thì ở đây thì ngày thường nên chưa quét dọn, lá rụng rất là nhiều. Ở đây là một kê vại. Đây, quý các con bác cũng nhìn thấy cái đường đi vào, người ta cũng làm các cái làm cổng rất là cầu kỳ. Trong này thì chùa Cự Đà cũng là một cái điểm mà đáng để chúng ta tham quan khi mà chúng ta đến với làng Cự Đà. Và làng Cự Đà thuộc xã Cự Khê, thành phố Hà Nội ngày nay, thì là một trong những cái làng cổ mà để cho quý vị cũng như là bà con cô bác chúng ta khi mà về với Hà Nội để khám phá Hà Nội thì là cũng là một cái điểm đến khá là thú vị. Bởi làng Cự Đà là một cái nơi mà sản xuất ra các cái dòng miến nổi tiếng của Việt Nam cũng như là xuất khẩu ra thế giới. Và đây là bên tay phải của chùa. Đây, các con các bác thấy. Bên này thì hai bên sảnh của chánh điện. Đây là bên tay phải của chánh điện. Thì ngày nay là ngày 12 âm lịch, thành ra là các cái cửa đều đóng hết. Quý bà con của bác cũng có thể thấy là các cửa ở đây đóng hết. Khi mà chúng ta vào chùa làng Cự Đà thì chúng ta cũng được một cái cảm giác rất là mát mẻ, êm dịu. Về mùa đông thì là ấm áp, về mùa hè thì mát mẻ, bởi vì có rất là nhiều cái cây cổ thụ, cây đa che bóng mát cho sân chùa. Và đây cũng có những cái khách nước ngoài chúng ta về thăm làng Cự Đà. Ở đây cũng là một cái ông khách Tây. Hello. Đấy, các bà con các bác cũng có thể thấy được là trong này rất là nhiều cái mà cây. Và trước chùa cũng có rất là nhiều cây to, cổ thụ. Khi mà về với làng Cự Đà thì chúng ta từ thành phố Hà Nội về, từ trung tâm của thủ đô Hà Nội đấy ạ, chúng ta về cũng có thể là đi theo hai tuyến đường. Một tuyến đường là chúng ta đi theo cái đường từ cổng chào Sa La, chúng ta đi đến khu đô thị Sanco 5 hay còn gọi là khu đô thị Thanh Hà. Và chúng ta rẽ vào khu đô thị Thanh Hà, chúng ta đi vào. Đấy là một cái đường. Một đường nữa là chúng ta có thể đi dọc theo cái con sông Nhuệ, một con sông nổi tiếng của Hà Đông cũng như là Hà Nội ngày nay. Và đây quý bà con cô bác cũng đang nhìn thấy trong sân chùa có các cái miếu. Ở đây là một số cái miếu thờ. Đây, quý bà con đã thấy. Trong chùa của làng Cự Đà đây, các cây này Các cây đa cổ thụ cũng có tuổi rất là lâu đời mới có được những cái gốc như thế này quý bà con của bác. Cho to nó lên tận trên cao trên này. Đây, và trong xin lỗi quý bà con cô bác, của Minh Toàn đang đi vào một cái hôm mà Minh Toàn đang ốm, giọng của Minh Toàn không được hay lắm. Mình mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm. Đây là một cái bia ghi công đức trùng tu chùa Cự Đà. Đấy, người ủng hộ là 50 triệu. Như Đinh Văn Sĩ ở Cự Đà ủng hộ 50 triệu. Đấy. À, 500.000 đồng. Và rất là nhiều cái nhà hảo tâm ủng hộ ở đây nữa quý các con cô bác ạ. Trong chùa Cự Đà thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy ở đây là một cái giếng, cái giếng cũng như là một cái khuôn viên phong thủy rất là đẹp. Trong này gồm những cái hoa súng. Đấy. Hoa súng hay của các bạn, và xung quanh là có các cái con rồng để mà phun nước vào những cái dịp lễ. Và trong này có những cái ăn quả, và trong đó có một cái mít rất là to là đẹp đó. Quý các bạn nhìn thấy cái mít không ạ? Để Toàn zoom lại một chút cho quý bà con cô bác thấy. Bác ạ, ôm quả này thì với sức của mình Toàn ôm được con, nếu mà ai sức yếu khó ôm đấy. Này, và đây cũng có các cái khách du lịch khi mà về với Hà Nội cũng như là làng Cự Đà, người ta cũng vào viếng thăm chùa cổ của làng Cự Đà và được cấp di tích lịch sử quốc gia của Việt Nam. Và đây chúng ta cũng bắt gặp một cây đa rất là to nữa quý bà con của bác ạ. Hai cây đa to lắm. Ở bên cạnh tay trái của chùa Cự Đà thì quý bà con của bác cũng có thể thấy ở đây là một cái sân để tổ chức các cái hoạt động vào cái ngày rằm tháng giêng. Rằm tháng giêng thì ở đây là chùa Cự Đà làm, và làng Cự Đà trong cái tháng giêng thì có rất là nhiều lễ. Chính vì thế mà quý bà con cô bác khi về với làng Cự Đà, nếu mà chúng ta về được với vào cái dịp mà rằm tháng giêng thì rất là nhộn nhịp. Và đây là Minh Toàn đang đi phía bên trái của cái chánh điện. Bên trái của chánh điện thì quý bà con cô bác cũng đang thấy. Và đây thì có các cái vườn đằng sau. Đẹp, ở đây là bị bung nhiều rồi quý bà con cô bác ạ. Chính vì thế mà khi mà quý bà con cô bác về đây, nếu mà chúng ta có lòng thành, lòng hảo tâm thì cũng rất mong quý bà con cô bác hãy ủng hộ chùa để chùa Cự Đà tu bổ thêm ngày càng khang trang hơn, đẹp hơn. Đây là cái giếng sau của làng Cự Đà. Và cũng rất tiếc là Minh Toàn hôm nay không đưa flycam đi, tức là cái máy bay quay video đấy. Còn không Minh Toàn sẽ quay một cái cảnh ở trên cao để giúp bà con cô bác nhìn tổng thể về cái làng Cự Đà, về cái chùa Cự Đà này hơn. Và trong này cũng có các cái nhà vệ sinh nam, vệ sinh nữ. Thì khi mà chúng ta về với nhà chùa, chúng ta vệ sinh sinh hoạt. Hôm nay cũng như Minh Toàn đang chia sẻ là ngày nay là ngày 12 âm lịch, cũng thấy mắt trong chùa rất là vắng, chỉ có những khách du lịch như Minh Toàn thì thì về tham quan chùa. Chứ còn nếu mà khách thắp hương thì hầu như là không có. Và đây quý bà con cô bác ở trong đây là cái bàn mà khi du khách về thì chúng ta ngồi uống nước. Và trên này cũng có một cái đường đi lên. Trên này có đặt một cái chuông. Chuông ở trên này thì Minh Toàn lại xin kính mời quý bà con cô bác chúng ta thử leo lên nhé. Đây là trên này là trên cái nhà chuông. Và chuông ở đây quý bà con của bác cũng thấy cái chuông này được đúc bằng đồng. Đây, đúc bằng đồng và trên này cũng có khắc các chữ hoa văn. Trong quá trình di chuyển, Minh Toàn chia sẻ với quý bà con của bác cái giọng nó không được ấm thì rất mong quý bà con của bác thông cảm ạ. Và Minh Toàn là người miền Trung và có những cái giọng điệu mà bị ảnh hưởng của người miền Trung. Chính vì thế mà rất mong quý bà con của bác hết sức thông cảm và bỏ qua cho Minh Toàn. Và đây là cái ngôi làng, Toàn đang ngôi chùa của Cự Đà. Toàn đang đứng ở trên cái thanh chuông. Làng cổ Cự Đà là một trong những cái điểm đến của du khách trong nước cũng như là quốc tế. Chính vì thế mà khi mà đến với Hà Nội thì rất mong quý bà con cô bác hãy ghé qua làng Cự Đà để chúng ta khám phá làng Cự Đà, cũng là cái làng cổ và làng làm miến truyền thống của Hà Nội. Thì trong quá trình quay video này thì Thanh Toàn cũng rất mong nếu mà quý bà con cô bác cảm thấy video hay thì xin quý bà con cô bác hãy mạnh dạn chia sẻ video để đến nhiều người được xem hơn, và cũng như là giới thiệu của làng Cự Đà hoặc là giới thiệu của đất nước con người Việt Nam ta đến với các bạn bè Nam Châu thế giới. Và đấy là cũng là một hành động mà quý bà con cô bác đã ủng hộ kênh để giúp kênh ngày có nhiều video mới thú vị hơn, phục vụ quý bà con cô bác được tốt hơn. Thì video ngày hôm nay Minh Toàn xin tạm dừng ở đây nhé. Xin kính chúc quý bà con cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy sức sống.